Chào mừng cô chú các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn cô chú đi chợ Chòm Hổm, chợ Cẩm Sinh, Cẩm Sinh ở Phan Thiết nha cô chú anh chị. Đây nè. Con tôm tích nhỏ còn sống luôn cô chú anh chị, ghẹ luôn. Đây cá, cá này cá mòi ăn béo lắm cô chú anh chị. Cá mòi nay nhiêu ký vậy chị? Ồ. Đây nè, tôm tích. Con này nó cắn đau lắm nè. Đó, người ta bỏ vô mấy cái thùng nhỏ nhỏ vậy cô chú anh chị. Xong bán tới đâu có nhiều loại luôn. Cái này nhà mình đánh hay là mình mua lại chị? Ồ. Hèn gì có nhiều loại cá trong cái thùng. Cô chú anh chị đi Phan Thiết du lịch đó, ghé chợ Cẩm Sinh để mua rồi cá tươi sống luôn. Em chú chị bán hàng đắt nha. Chị dễ thương quá. Chị lấy hết luôn hả? Tôm tích chị bán nhiêu ký á chị? 70. Ồ, 70. Ghê cả chị kìa. Bên đây là cá chích nha cô chú anh chị. Cá chích này bán người ta mua về làm gỏi á cô chú anh chị. Thành ra lấy cái thịt nó ra nè. Tươi luôn. Thịt nhiêu ký á chị? 100. Về làm gỏi là hả, ngon bá cháy luôn. Đây mình trước khi mình làm lấy cái thịt nó ra mình phải đánh vẩy vậy nè mọi người. Cái xương đó chắc mình bán cho người ta làm thức ăn cho cá hả chị hả? Mấy cô mấy gì là đang mua cá chích đó cô chú anh chị, nên họ bán rất là nhiều cá chích luôn. Chích lẹ hả chú hai? Dạ. Dạ con quay YouTube đó chú. Dạ. Chú đùa quá rồi chú anh chị. Ở đây. Ồ cá thu. Cá thu ngon lắm mọi người. Bên đây là sò vẹm xanh. Dạ. Đây vẹm xanh. Cái con này mình lấy ra là mình cày nó ra là mình người ta yêu cầu mình cày ra hả gì hả? À, nó mua mình có mình cày. À về nướng. Cái này có thể luộc luôn nha cô chú anh chị. Nướng thì cày như gì đâu. Dạ. Còn cái này ta mua gì ta đổ bánh xèo, ta nấu lẩu. Ồ cái con này cũng đổ bánh xèo được nữa hả gì? Đổ bánh xèo mua. Dạ. Hồi đó khi ăn đổ bánh xèo. Ồ. Hồi đó còn bà má con này là bé hả? Bà của này hả? Còn cái xuống này là ăn xèo của bà. Bánh xèo. Vẹm xanh cũng đổ được luôn. Anh ơi, có người có câu mình mua đi. Mình bán nhiều ký này á chị? 60. Dạ. Là làm luôn rồi đó hả? Dạ, bây giờ không, bây giờ ta mua ta bắt mình chạy giùm nè. Dạ. Cảm ơn chị nha. Có hương nó còn sống luôn rồi chú anh chị. Nó còn ngoe ngoe luôn nè.
Ốc hương này chắc mấy trăm chị? 500 hả? 320 hả? Dạ. Bên đây cá chim, cá thu. Đây cá thu. Cá thu này mình nhiêu ký vậy gì? 270. À 270. Cá này cơ. Cá chim. Mai con mới đi lận. Dạ, con cảm ơn gì nha. Dạ. Dạ. Có ốc dồi nữa được. Nay không có mực hả anh? Anh này mỗi lần mà. Dạ, nay anh không có đi hả? À, là hết rồi đó hả? Ồ, bán đắt ghê không? Mỗi lần mà mình về đây là ảnh hay bớt cho mình lắm. Cá mối. Cá mối này bán làm chả cũng được mà làm sả ớt cũng được nữa. Mối. Nè vợ chồng có còn cá mối không hả? À. Đó. Ngày anh đi biển anh kiếm 2 triệu à. Ngày Tết kiếm 2 triệu. Chào anh nha. Đây. Dạ chào anh. Đây là biển xanh nè. Con cá này cá gì vậy gì? Cá sủ. Cá sủ hả? Này cá sủ trắng hả? Không phải cá sủ vàng hả? Này tôm. Đó, tôm này, tôm này tôm biển luôn hả chị? Tôm này hả? Tôm sông. Tôm sông hả? Ở đây cá chim nè. Còn cá chim này nướng lên hả? Bá cháy luôn á. Ở đây là cá liệt. Này à. Cá liệt với lại cá chỉ à. Cá ép không anh? Cá ép còn không? Dạ hết rồi. Không có liệt luôn. Ừ. Ừ nó còn sống luôn hả chị? Nước nào mà tươi. Con này con cá gì vậy chị? Cá lạc hả? Dạ, cá lạc. Ừ, nó nó đào tẩu luôn rồi kìa. Chừng đâu chừng. Cá gì nhá? Cá lạc. Bắt đi lát nữa nó chạy luôn đó nha. Cá này ạ. Rồi, không, được rồi. Không biết canh nè. Ở dưới hãy chụp đi. Cho em chụp đi. Chị bán mau mắn quá. Còn có gì phía sau. Có con cá lưỡi trâu nữa. Cái này là cái này là anh đi bắt về cho chị bán á hả chị anh? Đi bắt lễ. Không có người ta mua về người ta bán á anh. Hôm nay là mình được mấy loại cá chị? Được 3-4 loại tại cá chết. Cá é. Cá hú. 55 ngàn được không? Dạ mong mọi ơi. Cá lưỡi chai nữa kìa. Cá hú này loại hơi nhỏ hả chị hả? Đúng rồi, cá hú nhỏ, đi lớn nó nhỏ. Mình làm gì ăn chị? Con này nè. Chiên hả? À chiên. Đâm bánh men, kho hành ớt cũng được. Cá này cá chỉ vàng, nấu canh chua lá me. Quất luôn. Cái này là mình ảnh đi rồi hả chị? À mình ảnh đi, cái thúng một người đi thôi. À. Là mình mấy giờ mình bắt đầu đi? Dạ 2 giờ. 2 giờ đi, 6 giờ mình vô. 8 lẻ mấy ra lấy 8 lẻ ngoài. Bán cái bố em ăn 4. 3 lẻ 4 ăn 4. 2 lẻ 4 ăn 4. 6 lẻ ngoài. Ủa chị này. Chị này 30. 30 còn lại nhiêu? 30. Cái kia ba lẻ
cái mới này 20 ngàn mà nó chơi là con nghĩ sao luôn á. Nhiêu nè? 20 hả? Hả? Cái này về làm lâu bỏ vô. Làm lâu là giàu luôn á. Con này cá gì chị? Con này dù gì anh trai gọi nó cá hố. Cá rù rì hả? Con giống như con cá căng anh hả? À dù gì hả? Không. Cái nào mà không cái nào con nói thiệt. Nếu không ai lấy gì cái này con hư cái cá mà thôi. Rồi năm nay cũng đi review gì hả? Dạ. Khỏe hả chị? Dạ. Bữa giờ khỏe không? Phát tài chưa? Bà có sóc bầu cua không? Không. Ồ ôi trời, bà sóc bầu cua công an bắt bà nha. À, bà sóc bầu cua em. Kêu lên phường gọi phường này là Lạc Đạo hả? Phường Đức Long. Đức Long hả? Lạc Đạo với Đức Long đâu? Dạ, má làm như mình không biết Lạc Đạo đâu vậy á. Năm nào đóng chỗ này nó làm hết hả? À, quay với bà nổi tiếng qua châu Phi luôn. Để tôi gã bà qua Đài Loan luôn nè. Đó mấy chị đây là biết mặt mình luôn nè. Dễ thương lắm cô chú anh chị. Đi du lịch ở đây là ghé Cẩm Sình hỏi chị gì? Chị tên gì? Tên gì hỏi là anh gì? Hỏi để người ta biết người ta mua cá chứ. Sao được giàu, chỗ đây là được giàu. Không cần phải nhiều hả? Đủ, đủ ăn đâu phải không? Đây. Rồi bán đắt nha. Hôm nay có cá hố nè. Cá chích nè, bên đây có cá mồi. Cá mồi ăn con nhỏ hay con bự nó ngon chị? Bự hả? Đó, cá mồi này là ăn mà béo mà cái miệng nó giật giật luôn rồi. Bữa nay nó biết nói rồi đó. Bữa nay nó đi chợ này bên rồi nó biết nói. Biết nói. Ờ. Nói hỏi thôi à. Ờ. Đó. Bên đây cá hố bự nè cô chú anh chị. Đây là bên đây là cho bên đây là cá mồi ngon quá cái bên đây cá chép chai hả chị? Dạ con cá nào anh? Này nè. Dạ cá lưỡi châu. Lưỡi châu chiên hả? Dạ. Đó. Sao cá mọi thứ một chút vậy? Dạ đi lưới vô á, mình đi lưới vô á. À. Sáng giờ bán được không em? Dạ được. À. Đây. Cá chết luôn, mại vô luôn. Ủa gì có 20 quá hả chị? 20 con bé đó. Anh lấy ông lấy cái em bé luôn sao? Ừ. 20. Đó, chồng kia cái thùng. Đi cá khổ lắm anh ơi. Ờ, bên này có cá chim với cá mồi, cá ngát. Cá ngát mình có thể nấu canh chua cho cô chú anh chị. Nấu hương mà. Nấu này giá nhiêu nè anh em? Dạ, nấu này giá nhiêu? 300. Tôi mua ha. Ốc này 300 cô chú anh chị. Cái này mình cào được hả chị? Dạ. Nhưng mà cái con nuôi làm sao mình biết con nuôi với con biển gì? Con nuôi là con này là nó đậm hơn phải không? Cái này chơi cái nữa là cái ốc biển này nó có lớn có nhỏ. Dạ. Ốc nuôi là một size. Dạ. Dạ dạ. Cái này mới này 20 hết luôn đi. 30 quý vị. Cái 20 đi.
Dạ, YouTube. Gốm gì cha? Tên gì ta? Sài Gòn Dấu Yêu. Dạ. Giờ nhớ coi nha. Chiều nay 6 giờ chiều. Ủa sao tôm đâu lòi ra nữa vậy? Của chị con á. Con tôm nó là tôm gì vậy chị? Tôm đất. Biển mà cũng có đất nữa hả? Ủa tôm đất tôm gì? Nè. Người ta kêu hai loại. Dạ, ý là người ta kêu nó kêu sao kêu? Chứ không phải tôm biển. Là kêu theo là tôm biển tôm sao? Tôm nó làm gì ăn được vậy? Ồ nhiều món lắm các bạn. Rim hả? Rim hả? Rim sao mới? Yếu lắm. Ồ dặn thử đi. Lấy chi chân hai con con cho nào. Không có chị là người ta gửi trên đây mới chịu cái xuống không? Không. Đó, ở đây nha, ở đây rất là nhiều loại. Hôm nay thì mình thấy có cá mòi với lại tôm tích mà ghẹ nè cô chú anh chị ơi, tôm nữa, con tôm bạc nè, tôm bạc ở đây tầm 500.000 cô chú anh chị đó, tôm bạc nè ngon lắm cô chú anh chị. Tôm bạc này giá nhiêu vậy em? Dạ 400 hả? Cũng là tôm bạc luôn ha. Dạ, cái này tôm đất á, tôm đất biển mình, cái đó là tôm bạc biển. Có người bán 500 đồng đó. Dạ. 500 là loại bự hơn chứ hả? Ở đây chợ ở đây khoảng 8 giờ mới hợp. Bên đây chợ ở đây là chợ Chòm Hổm của chú anh chị. Nó sẽ đường đường Ngư Ông nha mọi người. Đường đường Ngư Ông á mọi người. Ở đây đầu năm nên người ta đi biển rất là nhiều luôn đó. Ở đây có cá hố này, cá mòi, hôm nay cá mòi nhiều, cá hố cũng nhiều luôn. Sài Gòn Dấu Yêu biết luôn đó. Hôm nay là chị gái là có cá ngừ nè. Ủa cá này cá cam chứ đâu phải cá ngừ hả chị? Giọng ai chặt dữ vậy? Dạ, lâu lắm em mới về đây nè. Dạ. Cá cam này bán nhiêu đây em? 100.000 nè. À 100.000 con hàng ký. 100.000 ký, con sắp mới lẹ à. À. Đây. Cá cam này vô về kho hoặc là nấu canh. Nấu canh chua rồi đó. Dạ. Nấu lẩu cũng ngon, nó nướng cũng ngon đó. Ăn không được không? Đây nướng cũng được cho cô chú anh chị. Này. Chị đây là còn có mấy con thôi. Dạ. Đây có xà lông. Ủa bên sò này là sò đá, ốc hương, ốc voi, con biển xanh nè cô chú anh chị. Chào gì? Lên YouTube luôn nha. Đây. Tôm. Tôm cá đồ khô hết luôn anh trai. Dạ. Hôm nay em chưa đi. Có mực nữa. Hôm nay chưa có đi. Dạ. Ở đây cá ngát cũng rất là ngon của chú anh chị. Nấu canh chua. Ôi chị gái bán bánh mì. Ghê nè.
mồi bự mà có 30 rồi hả chị? Dạ. Cá này về kho hành. Ngon không? Béo lắm á. Béo không? Nó mua được kẻ đó sao? Lấy cho anh 5kg luôn nha. Cho anh 5kg luôn cho anh đã. Đó là cá bự hết này. Này thấy không? Em mấy anh cho đó. Không. Giờ ta tính nhiêu ký rồi? Dầu 20 anh mua hết luôn ấy. Dầu 20 cho cái đây 20. Còn cá lớn nhiêu ký, bao nhiêu ký? Dầu để tôi. Hết luôn ha. Chánh hết luôn cho. Tắt mấy anh nè. Tắt rồi. Để đi phút dạy dọn chánh hết luôn cho. Ủa ngoài đây cá rẻ lắm nha chú anh chị ơi. Do ở đây người ta tự đi bắt đó nên nó rẻ. Mấy cái bự hơn đi. Ủa về để dành hả anh? À, mình gửi cho người ta hả? Sao con có 1kg lấy nhiều luôn đi? Cá nhỏ nhỏ này 20. 1kg đó con, cái này có 200 ngàn à. Đông 1kg luôn đi. Lấy hết luôn đi, còn tính chuẩn mấy con lấy hết luôn đi. 1kg nhiều rồi. Nó nhỏ anh à, của anh nó béo lắm anh à. Cá lúa này đi sai vậy con? Đâu người ta ăn em nói thiệt mà nó béo lắm. Chục ký nha. Này nhà mình làm là mình bắt hay là mình mua lại chị? Dạ kia ở nhà. Ghê ở nhà nên mới rẻ dạ, vậy ở hả? Ở nhà đi vậy chứ. Rồi lên đường 10 ký luôn. Ủa nhiêu ký chị vô? 20. Lớn 30. Rồi thôi cái này 5 ký mấy luôn nè. Có mấy ký lấy cho mấy món luôn đi. Không con 7 ký đi nha. 7 ký đi thằng con 7 ký đi. Ở đâu không ở đâu? Đâu 7 ký đi con. Dầu 2 ký mấy nữa luôn này, là 7 ký. 140 với 150, 209. Cái này nhiều ký hả? Dạ cái hành. 7 ký. Nhiều. Con nói nhiều á. Lấy được giữ 120 em. 7 giữ hả? Cảm ơn lên. 350 ký kìa. Dạ. 5 ký là 150 phải không? 30 ngàn ký.
ốc giá nhiều còn chỉ gì chị, còn ốc voi, ốc giá là con màu vàng vàng. Lấy cho em hai con sống đi. Sống á. Về nhà nó không sống thì sao? Sống trả tiền lại. Đó nhiêu vậy? Cháu lại. Lấy một con nữa đi. Con nữa đủ một tí luôn đi. Chưa đủ một tí nữa. Lấy một con nó đi, bao nhiêu tí nhiêu. Thôi. Dạ, tí luôn hai. Cái gì? Tí luôn hai. Cái lô 2 nhiêu? 300. Trời ơi 300 dữ hả? Thì 250 cái lô 2 300. Biết cãi sao biết trời. Thôi má, chợ tôm đó mày chơi nó không có. Tôm lửa mà chứ tôm chơi nó không có. 200. 250. Tôm lửa mua đi, còn 3 con rồi. Ba con đã chắc chừng 7 lần rồi. 250. Mua đi, mua ủng hộ đi. Còn con này xò gì? Xò gì? Xò dương, xò ngọt. Xò ngọt bao tư luôn. Từ từ nó đi làm bóp còi ghê chỗ. Bóp lấy nửa ký xò dương đi. 50 thôi phải không? Ừ. Sao giống đông lạnh vậy? Trời lấy em con bự á, đừng lấy con nhỏ không. Lấy cái đôi nó nhỏ em ơi. Bao nhiêu rồi? 360 em. Ok. Đây ngồi chú anh chị ơi. Tôm càng vẹn xanh ốc hương. Tôm ơi đi mỗi. Tôm này 200 này, anh mốt rồi lấy 200 này. Trời ơi qua là lụt béo, mấy ký béo nổ này. Hai cô chú anh chị ơi. Rồi đây nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo ạ.